Hello xem các bạn nha. Vâng, mình đã quay trở lại ở đây và hôm nay mình sẽ chơi một game Tick Talent tiếp theo nha. Nào, mình sẽ chơi màn 5 đi. Anh em. Ôi trời. À, bọn lợn này nó cũng kiểu cái gì, hình như là xem cũng giống mình. Ô. Nhìn của bên nó hầm hố nhỉ. Let's go, tấn công nào. Yes. Oh, cái là mồ sao? Rồi, quá hay. Lần này mình sẽ khử lại bọn nó. 1, 2, 3, 5 con. Rồi, combo bắt hủ của mình. Công luôn. Lệnh. Ooh.
công. Ui, nó tấn công kìa. Khỏe thật đấy. Quá khỏe rồi. Thế nào? Chết bây giờ, chết bây giờ. Ok nha, mình cũng quay thông tin rồi luôn. Chào bạn các bạn nha. Chúng ta sẽ ok.